Xin kính chào các bạn. Hôm qua Tèo nhận được một cái email của một bạn gửi email cho Tèo chia sẻ là: anh Tèo ơi, anh có thể chia sẻ cho tụi em một cái intro nào mà đánh cho nó ra cái màu của blues da hay nhạc da được không, để giúp cho tụi em đi đệm hát á. Nhiều khi tụi em cũng muốn đánh ra cái màu đó mà tụi em không biết đánh làm sao để ra được cái màu như vậy. Thì hôm nay với cái thắc mắc của bạn, có lẽ đây cũng là cái thắc mắc của nhiều bạn khác và cũng là cái thắc mắc của mình ngày xưa luôn đó các bạn. Ngày xưa lúc mà Tèo mới đi học đàn cũng vậy, mình thắc mắc những cái điều như vậy nè. Ủa thấy sao các anh các chú bác họ đánh sao cứ mỗi lần họ lên cái đàn họ đánh cái là ra được cái màu của blues da, nhạc da đó. Hồi đó mình đâu biết là blues da, da là gì đâu. Sao đánh cái là ra cái màu đó trời. Sao mà mình đánh hoài không ra. Thì hôm nay sẵn dịp đây Tèo xin chia sẻ các bạn luôn. Tèo đã soạn một cái intro. Thì ra intro này cũng hết sức đơn giản thôi. Nó thuộc về cái thang âm của blues da, giúp cho các bạn có thể đệm được rất nhiều bài hát với cái intro này. Tức là một cái intro thôi, chúng ta có thể đệm được khoảng 1.000, 1 tỷ bài hát luôn các bạn. Mình nói cho vui thôi nha. Nhưng thật sự là áp dụng được nhiều bài hát luôn đó các bạn. Rồi intro đó là cái gì? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nha. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở đây Tèo ký âm ở giọng la thứ, giúp cho các bạn bước đầu mình tập luyện nó dễ, tạo cho mình hứng thú khi tập đàn và chơi nhạc các bạn ha. Còn khi mà mình đã tập rành rồi thì chúng ta bắt đầu mình sẽ dịch qua những cái tông khác để mình đánh, để mình đánh được nhiều tông rộng hơn nha. Rồi ở đây Tèo ký âm ở la thứ. Thì cái vòng hợp âm của cái intro này nó sẽ có là la thứ 7, rồi tới fa major 7, rồi tới son, rồi về la thứ 7 lại. Đối với những bạn nào mới tập đàn, những hợp âm thứ 7 hay fa major 7 như vậy mà đánh không được, các bạn sẽ thay thế nó bằng hợp âm thứ bình thường thôi. Ví dụ như la thứ 7 mình bấm không được, bây giờ mình bấm la thứ thôi. Fa major 7 mình bấm không được, bây giờ mình bấm fa trưởng thôi. Không sao cả bạn ha. Rồi son trưởng. Rồi đó là cách để chúng ta thay thế. Còn nếu các bạn bấm được rồi thì Tèo khuyên các bạn chúng ta nên chơi những hợp âm 7 như vậy để nghe cái màu hợp âm mình nó được tiến bộ chút xíu, bạn hay nghe nó phê hơn. Dù la thứ 7 là do mi son. Rồi fa major 7 fa la do mi. Rồi son trưởng. Rồi la thứ 7 lại. Đó là cái vòng hòa âm của nó. Bây giờ mình cùng tìm hiểu cái câu như thế nào các bạn ha. Thực ra cái câu intro này nó chỉ là một cái câu thôi. Đánh tên lù hoài đó bạn. Rồi mình đổi hợp âm đó bạn ha. Rồi bắt đầu. Các bạn xếp ngón như sau. Ngón số 1 là ngón cái và nốt là. Ngón trỏ số 2 và nốt đô. Ngón số 3 nốt rê. Ngón số 4 và nốt mi dáng. Rồi mình có được cái thang âm của blue đó là đô, rê, mi dáng. Sau đó các bạn sẽ lòn cái ngón cái, mình lùi ngón cái qua nốt mi. Rồi thêm nốt son la. Là xong, đó là cái hướng đi lên của nó. Giờ mình đánh lại là đô, rê, mi dáng. Rồi sau đó mình lòn ngón cái qua nốt mi, son, lá. Nốt son lá chúng ta đánh ngón số 4 và ngón số 5, tức là ngón áp út và ngón út các bạn ha. Rồi đi sao về vậy. Nốt lá xong rồi mình đi ngược lại. Son. Rồi tới nốt mi là ngón cái hồi nãy nè, số 1 nè. Rồi đi sao về vậy đó các bạn ha. Rồi ngón số 4 về nốt mi dáng. Rồi rê, đô, là. Mình cứ chạy cái thang âm này đi lên đi xuống hoài vậy đó các bạn. Là, đô, rê, mi, son, la. Son, mi, rê, đô, là. Đó mình cứ chạy tới chạy lui hoài như vậy đó các bạn. Rồi bên đây mình sẽ thay đổi hợp âm thôi. Ví dụ như âm la thứ 7 vừa cùng lúc. Cứ đánh tới chạy lên xong chạy về. Tới ngón cái này chúng ta sẽ di chuyển hợp âm ngay chỗ này. Cái vòng của mình nãy tôi nói rồi đó. La, phà, son, la. Cứ nhớ đầu các bạn ha. La, phà, son, la. La thì la thứ 7. Phà thì fa major 7. Son thì son trưởng. Rồi la về la thứ 7 lại. Đó mình cứ nhớ như vậy. Cứ tới ngón cái mình về cái nốt la này chúng ta sẽ đổi hợp âm. Đánh chậm nữa nha, vô cùng lúc nè. Các bạn thấy rõ ràng không? Cứ đi lên đi xuống. Rồi về la lại.
Rồi cái lần đi lên cái ô nhịp hợp âm la cuối cùng này, chúng ta sẽ đánh thêm nốt la này. La la mi son la. Đây là cái câu tu ti hay mình câu dành đấy các bạn, để mình chuẩn bị vô cho ca sĩ hát đó. La la mi son la là bắt đầu ca sĩ sẽ hát, chúng ta sẽ bấm nút xin tốt để mình dành chỗ này. Rồi sau khi mình tập như vậy nó quen, bắt đầu mình tập cho đúng cái tiết tấu của nó. Ok, bạn nào khi tập đã quen nhuần nhuyễn rồi, bắt đầu mình vô trống đánh thử nha. Các bạn nhớ cái ô nhịp la cuối cùng đó, khi mình chạy lên tới nốt la. Đầu mình đánh cái câu tu ti, la la mi son la. Nhớ thêm câu đó các bạn nhé. Như vậy là mình đã tập xong được cái intro này. Bắt đầu mình vô trống đánh thử bạn nha. Ở đây Tèo sẽ chọn cái slow rock nè. Tempo độ khoảng 63 thôi, hay 62 thôi các bạn ha, 62 thôi. Ở đây Tèo sẽ đánh cái voice là guitar blue các bạn ha. Tiếng guitar này các bạn ha. Rồi, vô thử nha. Xong. Cũng không khó lắm các bạn ha. Cố lên các bạn, nhớ tập theo kỹ lưỡng từng bước Tèo chia sẻ nha. Rồi sau khi mình đã tập nhuần nhuyễn vô trống đã thành thục rồi, bắt đầu chúng ta sẽ áp dụng vô đệm một số bài thử các bạn ha. Ví dụ như cái bài Trả Nợ Tình Xa đi, của nhạc sĩ Tuấn Khanh các bạn. Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Rồi tại ví dụ Tèo sẽ ứng dụng cái intro này để đệm cho bài hát Trả Nợ Tình Xa của nhạc sĩ Tuấn Khanh các bạn ha. Chuẩn bị nè, thử nè, vô. Ê, cho cái multibass cho luôn các bạn ơi, cho nó nghe nó phê chứ coi. Rồi cái multibass của mình đâu rồi trạng. Đây, nhà chúng mình là 68. Ok. Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Dốc hết tình này ta trả nợ người. Trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Đó các bạn, như vậy là mình đã ứng dụng cái intro vừa rồi để đệm hát cho bài Trả Nợ Tình Xa. Các bạn thấy rõ ràng cái intro đó mình đánh vào cái bài này nó ra được cái màu rõ ràng các bạn ha. Nó có chút xíu cái màu của blues da các bạn ha. Rồi, đó là bài Trả Nợ Tình Xa ví dụ như vậy. Hoặc ví dụ như bài Giả Từ Vũ Khí chẳng hạn đi. Hôm nào chúng ta hứng mình đây mình đệm hát, mình muốn chêm gì đó cho chút xíu nhạc blue cho nghe nó mang màu sắc, thì chúng ta vẫn có thể ứng dụng cái intro này đệm cho bài này vẫn được. Ví dụ như bài Giả Từ Vũ Khí các bạn nha. Ở đây Tèo sẽ đánh tông rê thứ nha. Rồi có một ngày, có một ngày chinh chiến tàn. Ta ra ra ra, ta ra ta, ta ra ta ta, ta ta. Đó bạn, như vậy là chúng ta ứng dụng cái intro vừa rồi đệm cho bài Giả Từ Vũ Khí cũng hết sức là hợp các bạn ha. Đó, lâu lâu mình đệm cho nó phá cách chút xíu, mang màu sắc chút xíu. Hoặc ví dụ như Tèo đệm bài Thành Phố Buồn chẳng hạn đi. Hôm đó đánh bài Thành Phố Buồn ở Sierra Rock. Ok, lấy intro mà Tèo vừa chia sẻ ứng dụng vô bạn ha. Rồi bài này Tèo sẽ đệm ở giọng mi thứ. Đó, vì sao?
vẫn là intro này mà Tèo đánh ở nhiều giọng như vậy đó các bạn. Để ở một cái video sau, Tèo sẽ chia sẻ bạn cách để mà mình có thể đánh được nhiều giọng một trong một cái intro mà mình có thể đánh được nhiều giọng như vậy các bạn ha. Ở một video sau Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Rồi bây giờ ví dụ như ứng dụng intro Blue này vào cái bài Thành Phố Buồn. Thử nha bạn nha, Tèo đánh ở Mi Thứ. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi. Rõ ràng các bạn ha, quá hợp luôn. Đó các bạn thấy rõ ràng, Tèo đâu có nói dối đâu các bạn. Nói thật đó, chia sẻ những gì chân tình từ tấm lòng đó các bạn. Một intro này thôi, chúng ta có thể đệm được rất nhiều bài này như vậy đó. Nãy giờ mình đệm sơ sơ thôi, ba bài đó. Bài đầu tiên là bài gì quên rồi, tôi quên tên tiêu trời. Rồi bây giờ Giả Từ Vũ Khí nè, Thành Phố Buồn nè, Trả Nợ Tình Xa nè, anh thấy rõ ràng đó. Chúng ta ứng dụng cái intro đó vào đệm hát đều hợp, đều hiệu quả các bạn ha. Nếu trong lúc tập luyện á, các bạn thấy còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để phần bình luận nhé, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn thấy kiến thức mà Tèo chia sẻ hôm nay đến các bạn á, mà bổ ích, các bạn nhớ nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn các bạn ơi. Sẵn tiện đó, mình chia sẻ cho anh em bạn bè của mình biết về kênh của cô Tèo với các bạn nhé. Tèo cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.